Và trận đấu của chúng ta sẽ được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Hương Khê Blood sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn hình của các bạn. Dứt điểm. Ngay khi nhập cuộc thì các cầu thủ Hương Khê Blood đã có được một cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Tiến Nghệ. Và đá phạt góc đầu tiên của trận đấu nó được dành cho Hương Khê Blood. Đây là tình huống lên bóng dành cho Hương Khê Blood. Tiến Nghệ vẫn đang gồng mình để chống chọi những đường lên bóng của Hương Khê Blood. Đây là Hương Khê Blood. Cơ hội! Và Hương Khê Blood đã mở tỷ số bằng pha làm bàn của số 12 Quang Huy. Quốc Hoàn cùng các đồng đội đã phải nhận một bàn thua chóng vánh. Cầu thủ mang áo số 10 bên phía Tiến Nghệ đang không đóng góp được nhiều vào lối chơi chung của Tiến Nghệ. Đây là tình huống lên bóng cho Tiến Nghệ. Đúng xuống cánh. Cơ hội. Dứt điểm. Pha ra chân vừa rồi đến từ Sơn Lọ. Đây là một ngoại binh của Tiến Nghệ. Đúng vào. Chút nữa có bàn thắng thứ hai. Đây vẫn đang là các cầu thủ Hương Khê Blood. Quốc Hoàn. Pha đảo chân của Quốc Hoàn. Vừa rồi anh đã phạm lỗi với cầu thủ áo số 14 bên phía Hương Khê Blood. Và trọng tài đã cầm sẵn chiếc thẻ vàng trên tay. Đi bóng lắt léo đến từ Minh Đức. Dứt điểm vừa rồi đến từ Bảo Lâm. Để tranh ngôi vị đầu bảng, để bước vào vòng tứ kết với một tâm thế thoải mái cũng như là một thế trận dễ dàng hơn. Lên bóng cho Hương Khê Blood, được truyền tốt, bàn bật rất hay. Và đó là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7. Chính xác hơn là cầu thủ mang áo số 7. Bóng vừa đi chạm vào cột dọc khung thành của thủ môn Tuấn Nhỏ. Và người vừa có pha dứt điểm nguy hiểm vừa rồi đó là Minh Đức, một trong những ngôi sao của bóng đá Hương Khê. Và hiện tại anh đang đầu quân cho Hương Khê Blood. Nhưng không thể qua được Vũ, chính xác hơn là không thể qua được Hữu Hiếu. Sơn Lọ rất hay, một ngôi sao của bóng đá Nghệ An. Nhưng vừa rồi thì Sơn Lọ đã để mất bóng, cơ hội phản công cho Hương Khê Blood. Hoàn hồi thủ thành Tuấn Nhỏ. Vừa rồi là pha cản phá trước vạch vôi của Tuấn Nhỏ. Và chỉ có sự xuất sắc của Tuấn Nhỏ thì tỷ số mới đang là 1-0. Còn nếu không thì chúng tôi cũng không biết tỷ số bây giờ là bao nhiêu nữa. Đó là Thanh Quýt, một trong những cầu thủ, một trong những quân bài mà Tiến Nghệ bây giờ mới cho ra quân xuất phát. Chí Thanh. Và dứt điểm đầu tiên của Tiến Nghệ và nó đến từ Thanh Quýt. Bên ngoài của số 7 Minh Đức. Pha xử lý tốt. Đây là Thanh Quýt. Sơn Lô. Được chuyển rất tốt cho Sơn Lô. Và cân ngang là đáng khen ngợi của số 1. Nhưng có lẽ rằng người bạn thân của anh không thể hiểu ý trong tình huống vừa rồi. Những màn phối hợp bàn bật 1-2 này giữa Thanh Quýt, sau đó là Sơn Lô và phía trong không ai khác. Hùng Giao Thông cũng là một trong những cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Giao Thông Vận Tải. Có thể dứt điểm. Và như vậy là bàn thắng đã tới cho cầu thủ Hương Khê. Và người vừa tung ra pha dứt điểm đó là Đức Đại. 2-0 dành cho Hương Khê Plus. Một thế trận hoàn toàn vượt trội của Hương Khê Plus. Khi mà rõ ràng rằng Tiến Nghệ họ không thể tận dụng tốt những cơ hội mà cầu thủ tuyến dưới tạo cho họ. Thì bây giờ họ đã phải nhận bàn thua thứ hai trong trận đấu ngày. Tuấn Nhỏ quá xuất sắc. Vẫn đang là những tình huống xử lý xuất sắc của Tuấn Nhỏ. Đây là Sơn Lọ. Vẫn đang là Khắc Sơn. Hiếu Hoa Đế không vào. Hoàn hồ thủ thành Tuấn Cường trong pha bóng vừa rồi. Hiếu Hoa Đế vẫn đang là Hữu Hiếu. Hữu Hiếu và Khắc Sơn.
những người đàn anh đàn em của nhau trong màu áo của giao thông vận tải, những người đã chinh chiến với nhau qua rất nhiều những giải đấu. Nhưng đây là cơ hội cho các cầu thủ Hương Khê Plus. Dứt điểm 3-0 dành cho Hương Khê Plus, và người vừa ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 18 Công Long. Công Trung đã vào sân. Và bây giờ Tiếng Nghệ họ thực sự đang rất lúng túng khi có thiếu vắng như những con người quan trọng, đặc biệt là Vũ Nông Nghiệp, thì có lẽ rằng lối chơi ngày hôm nay của Tiếng Nghệ đang thật sự rêu ra. Công Trung, Trung bước bật. Những nỗ lực của Công Trung là đáng khen ngợi, nhưng không thể có một tình huống dứt điểm đến từ vị trí của số 3. Đây là Vũ Giao Tổng, chính xác hơn có lẽ là Vũ Văn Đài. Sơn Lò, được truyền không tốt của Sơn Lò, phản công dành cho Hương Khê Plus. 2-0, cơ hội dành cho Hương Khê. Bóng vừa chạm và xa ngang, thật đáng tiếc cho các cầu thủ Hương Khê Plus. Thoát xuống rất đây, bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ Hương Khê Plus, và người vừa ghi bàn đó là Phương Nàng. Ngày hôm nay thì Tiếng Nghệ họ không còn sức lực để thi đấu nữa, không còn nhiều những hy vọng, không còn nhiều những niềm tin, và hơn hẳn là họ không còn quá nhiều những động lực để thi đấu. Thái Quyết đang nhìn đồng đội của mình di chuyển, được chuyển tốt của Chí Thành. Công Trung không hiểu ý, Công Trung vẫn vậy mặc dù đã thay đổi số áo để thay đổi phong thủy của mình. Công Trung, Sơn Lò vào, đó là vào dứt điểm xuất sắc của Sơn Lò. Mặt phối hợp giữa Công Trung, Sơn Lò cùng với Chí Thành, bàn thắng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay dành cho Sơn Lò cũng như là FC Tiếng Nghệ. Hoàn hồ các cầu thủ áo xanh hồng. Ngay sau khi có bàn thắng thì tinh thần của Tiếng Nghệ đã được đẩy lên rất cao. Bằng chứng là chúng ta thấy được tiếng hô của Tuấn Nhỏ càng ngày càng lớn. Dứt điểm! Quá nguy hiểm! Nhưng có lẽ rằng vừa rồi chúng ta đã thấy được tầm quan sát cũng như là những sự tính toán của Tuấn Nhỏ là chính xác như thế nào. Trước đây thì anh cũng là một học sinh giỏi toán. Đây là tình huống dứt điểm của Tiếng Nghệ, và lại là một tình huống phản xạ xuất sắc nữa của Tuấn Cường. Đây là Trọng Nghĩa, Minh Đức vẫn chưa thể có được đường chuyền cuối cùng chính xác dành cho Phương Nam. Đây là cơ hội dành cho Tiếng Nghệ, dứt điểm đi. Lại là pha cản phá xuất sắc nữa đến từ Tuấn Cường. Bảo Lâm, Trọng Nghĩa, một đường xẻ nách hay dành cho Bảo Lâm, đưa bóng vào. Vẫn chưa thể có bàn thắng thứ 5 dành cho Hương Khê Plus. Thành Trung, đây là tình huống tấn công dành cho các cầu thủ Tiếng Nghệ. 2-4 dành cho Tiếng Nghệ. Người ghi bàn vừa rồi cho Tiếng Nghệ là Công Trung, số 13. Ở trên sân thì Công Trung luôn được thu hút bởi mọi ánh nhìn khi mà anh có một gương mặt rất đẹp trai. Và nếu như năm nay Hà Tĩnh Open có một giải dành cho cầu thủ đẹp trai nhất thì có lẽ rằng Công Trung cũng là một trong những cái tên đáng để mong đợi. Đây là các cầu thủ Hương Khê Plus. Đây là cơ hội dành cho các cầu thủ Tiếng Nghệ. Bàn thắng tiếp theo dành cho Tiếng Nghệ. 3-4 dành cho Tiếng Nghệ. Người vừa ghi bàn là Sơn Lọ. Và ông Đình Dũng cũng đã nổ còi kết thúc trận đấu giữa cầu thủ Tiếng Nghệ và Hương Khê Plus.